anh hai Lam Trường bất ngờ nhập viện vì gặp sự cố trên sân khấu khiến fan lo lắng. Việc nghệ sĩ gặp nhiều sự cố trên sân khấu là điều không còn mới lạ, thậm chí còn có người bị chấn thương nặng lúc trình diễn khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, ca sĩ Lam Trường đã chia sẻ về sự cố mà mình gặp khi đang trình diễn khiến nhiều người hâm mộ lo lắng. Lam Trường chia sẻ, lần thứ hai ngã trên sân khấu cách lần trước 2 tuần. Cùng nguyên nhân ngã là do bước lên sàn sân khấu ướt bọt xà bông và cùng là một đạo diễn chương trình luôn mới duyên. Giờ đi chụp hình cho chắc vì đau cái hông. Lam Trường chia sẻ, sau khi bị ngã vì bọt xà phòng, Lam Trường đã phải ngay lập tức nhập viện kiểm tra. Nhiều người hâm mộ gửi lời chúc sức khỏe đến anh hai trước sự cố không mong muốn. Điều đáng nói là chỉ trong vòng nửa tháng, anh đã gặp sự cố đáng tiếc này đến lần thứ hai và cùng một chương trình, cùng một đạo diễn sân khấu. Trước đó, sau khi gặp sự cố, quản lý của nam ca sĩ đã tiết lộ anh chỉ bị bầm tay và chân nhưng chỉ đau ngoài da, không ảnh hưởng nhiều đến sức khỏe. Trong làng giải trí, việc các nghệ sĩ từng gặp tai nạn lúc biểu diễn cũng không phải là không có. Ca sĩ Đông Nhi từng bị trượt ngã vì sàn sân khấu trơn ướt sau cơn mưa. Dù bị ngã nhưng bà xã của ông Cao Thắng không hề lúng túng, có phần xử lý tình huống khá chuyên nghiệp khi nhanh chóng đứng dậy, tháo giày ra để tiếp tục biểu diễn phục vụ khán giả. Hai ca sĩ Orin cũng trượt ngã trên sân khấu trao giải Mama 2018 vì quá hồi hộp. Ngoài ra trong concert Enemy hồi cuối năm 2019, Vũ Cát Tường cũng bị hụt chân và ngã rất mạnh từ sân khấu cao gần 2 mét xuống đất. Tuy nhiên sau đó Vũ Cát Tường vẫn lấy lại bình tĩnh và tiếp tục biểu diễn.